Có hai bạn nữ kia là bồ em hả? Trời, hai bạn nữ bồ em hả? Chị nói gì chết em rồi. Hai. Dạ hai này là hai người chị thi chung chương trình chung với em ạ. Mà hai chị đó thi gì với em vậy? Hành trình lột xác 2018 ạ. Hồi nãy anh Hoàng với lại chị Việt Hương hỏi em là có sữa hay không. Ngày trước á thì em rất là xấu, bị bạn bè cười chê, với lại làm bất cứ ngành nghề nào cũng phải cần một cái ngoại hình. Và khi cái ngày mà em đi thi chương trình này, ba là người bên cạnh em nhất, là người có thể cho em được như ngày hôm nay. Và vì sao em nói là em ít bạn? Tại vì để vào trong vòng casting của Hành trình lục xác 2018 thì em phải cần một số lượng vote. Nhưng mà em mới nhờ một số bạn của em. Thì cái câu mà bạn ấy nói với em là giúp mày tao được gì. Cho nên là em cảm thấy là lúc mà còn có những bạn thì kiểu như là ờ mày đừng có ảo tưởng, mày không có được đâu. Chính ba mẹ em phải đi nhờ từng người để có thể vote cho em. Và thậm chí ba em phải chịu hứng chịu những cái lời chỉ trích. Tới khi mà mình có chuyện cũng là gia đình đúng không? Dạ, chỉ có gia đình thôi. Chỉ có gia đình thôi, chỉ có cha mẹ mà mình là hy sinh hết tất cả. Và bạn hãy lấy những tấm gương như Đức Phúc chẳng hạn. Anh ấy hoàn toàn tài năng và nhan sắc bên ngoài là một trong những chìa khóa để anh ấy mở cửa thành công thôi. Bạn cũng sẽ vậy nếu như bạn có tài năng, cố gắng nha. Về cái tấm ảnh này thì là cái ngày mà khi mà vào trong đó thì em phải cắt hết liên lạc với nhà. Cách ly đúng không nào? Dạ đúng rồi, 5 tháng em không gặp ba. 5 tháng luôn. Đây là cái ngày đầu tiên khi mà em thay đổi, em gặp ba. Cho nên tấm hình này là giống như là cái tấm, nó là một cái dấu mốc mà em luôn lưu cái tấm hình đó lại và em đặt ở chế độ là sao đầu luôn. Sau khi em phẫu thuật xong thì có rất là nhiều bạn comment như thế này: đẹp bây giờ, sau này đẻ con ra cũng xấu à. Đấy, rất nhiều người ác ý. Thì em đọc em cũng rất là xót chứ. Nhưng mà mình nghĩ lại, ba nó làm được thì nó cũng sẽ làm được, không có việc gì phải lo cả. Mà chưa chắc gì đẻ ra xấu. Tại vì mấy bạn có nghe câu là cha mẹ xấu đẻ con tiên, nhưng cha mẹ đẹp như tiên chưa chắc gì đẻ con đẹp. Theo em á, là lấy vợ đẹp như gia đình mình á là chắc ăn nhất. Không, nhưng mà gia đình mình là lộng rồi, hai nhỏ em tôi xinh đẹp quá, lộng lẫy quá nè. Cố gắng lên nha Vinh nha, hai đứa em chị ngoài đây ngon lành cành đào nha. Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.